Long chín ngón này, mày bỏ cái nick tên là thầy Long kéo view đi. Cái loại mày kéo view cho ai, đến view bản thân mày còn chả lên nổi, mày kéo view để bán hàng cho người khác, mày bán hàng còn chả lên nổi thì mày kéo cho ai hả? Bú rách thì như làm từ thiện thì mặt cứ cưng 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 có tâm đâu, hiểu chưa? Mày làm màu nó chả ra màu. Ôi dồi ôi, người ta cũng tên Long như chú Long Tròn, người ta đẳng cấp ai cũng tôn trọng, mày tên Long lại là Long Phú Quốc, Long Chín Suối, vẹo gì ở xã hội nhá. Tóm lại là bỏ đi, đi kiếm cái việc gì công nhân mà làm, hiểu chưa? Nên mạng ít thôi, đừng để bố ngơ mắt nhá. Bố mà cho người về nhà là dở đấy không ạ? Mẹ nóng với Chín Suối, Phú Quốc. Cút! Nhiều cái bố mà chưa thèm nói đâu, hiểu chưa? Loại mày nhiều cái bố mà chưa thèm nói đâu. Nhìn thấy video Long Chín Ngón, Long Chín Suối, Long Phú Quốc đi từ thiện mà chán luôn anh em ạ. Thế mà vẫn có người gửi tiền cho nó để nó đi từ thiện được. Tôi nói này, nếu mà Khánh nhá, Khánh tư cách sống thì cũng có một tí thôi, nhưng mà nếu mà gửi 10 triệu cho Khánh ấy, thì Khánh hứa là Khánh sẽ cầm 9 triệu đi tiêu, 1 triệu đi mua mắm muối với cả bột canh thôi nhá, mấy cả gạo thôi. Còn Long ấy đưa 10 triệu chắc còn 100 nghìn nhá. Ôi dồi ôi, Long Phú Quốc, quốc tịch Phú Quốc lại còn người ấy thì thôi, làm sao mà có tâm được nhá. Lại nói tha ăn ăn ship thì thôi, ăn kít của Chu Bin này thôi nhá, gọi là Long Chu Bin nhá, Khánh gọi là Long Chu Bin nhá. Anh em đừng gửi tiền từ thiện nó, Long Chín Ngón bị tai nạn mất rồi anh em ạ, buồn quá.